được chào mừng toàn thể quý khán giả và bà con nông dân đang đến với chương trình Bạn Nhà Nông của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Thưa quý khán giả, thưa bà con nông dân, mặc dù là sống ở đồng bằng sông Cửu Long nhưng mà cách đây khoảng mười mấy năm về trước á, muốn thèm một cái loại trái cây nào đó thì chúng ta phải làm sao ạ? Phải chờ cho đến mùa, đúng không ạ? Còn bây giờ thì khác rồi, bây giờ mà ra chợ thì gần như là mùa nào cũng có những cái loại trái cây đặc sản, trừ một số giống trái cây đặc biệt mà thôi. Đó là thành quả của việc xử lý mùa vụ của các nhà vườn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nói thì dễ nhưng mà để đạt được kết quả cao trong việc xử lý nghịch vụ cho các vườn cây ăn trái của mình thì đòi hỏi nhà vườn phải thực hiện cùng lúc vừa đúng vừa đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, mà đặc biệt là kỹ thuật tăng khả năng ra hoa đậu quả cho vườn cây của mình trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Chính vì vậy mà chương trình Bạn Nhà Nông kỳ thứ 135 hôm nay với chủ đề là chăm sóc vườn cây ăn trái trong giai đoạn xử lý ra hoa nghịch vụ sẽ giúp cho bà con nông dân nhiều giải pháp để một mặt vừa có thể chủ động điều khiển vườn cây ăn trái của mình theo ý muốn của mình, nhưng một mặt cũng phải đảm bảo sự phát triển bền vững cho các vườn cây, đặc biệt là các vườn cây lâu năm. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các diễn giả về tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay, gồm có Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Bé, trưởng bộ môn sinh lý sinh hóa khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của tiến sĩ Lê Quốc Điền, giám đốc trung tâm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật Viện Cây ăn quả miền Nam. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu người bạn dẫn của mình, đó chính là nhà nông nghệ sĩ Lê Vinh. Về phía nhà tài trợ công ty Ben Meyer thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm, đại diện cho đơn vị cũng về tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ, mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn chiếu một cái clip để mà mô tả lại bà con nông dân ở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã sử dụng những cái kỹ thuật như thế nào để cho cái cây trái, một số loại cây trái ra qua nghịch vụ. Xin mời bà con nông dân cùng quý khán giả theo dõi clip ghi nhận này. Những năm gần đây, kinh tế vườn ở đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều bước phát triển vượt bậc nhờ sử dụng sáng tạo các kiến thức khoa học kỹ thuật, sản lượng và chất lượng trái cây không ngừng được cải thiện, khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước được nâng lên. Trong đó, việc chủ động được mùa vụ được xem là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của trái cây đồng bằng sông Cửu Long trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Nếu để ra hoa tự nhiên, cao điểm mùa trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tập trung từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Khi đó, thường xảy ra tình trạng cung vượt cầu, giá cả sụt giảm, tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, thu nhập của nhà vườn rất bấp bênh. Để khắc phục tình trạng này, bà con nông dân đã vận dụng sáng tạo các tiến bộ khoa học kỹ thuật, điều chỉnh mùa vụ thu hoạch theo ý muốn. Ước tính, hiện có trên 50% diện tích vườn ở đồng bằng sông Cửu Long được xử lý ra hoa nghịch vụ. Những loại trái cây đặc sản có diện tích lớn như thanh long, chôm chôm, sầu riêng, nhãn, xoài, các loại cây có múi đều có thể cung ứng quanh năm theo nhu cầu thị trường. Chúng ta có cái nguồn hàng trải đều quanh năm, điều này rất là quan trọng. Đó là cái nền tảng để làm cho cái giá trị hàng hóa xuất khẩu của chúng ta nó giữ được cái giá cao trong quanh năm. Tuy mang lại lợi nhuận rất hấp dẫn, nhưng để xử lý ra hoa nghịch vụ đạt hiệu quả, đòi hỏi nhà vườn phải tăng cường đầu tư, áp dụng triệt để các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Theo phản ánh của nhiều nhà vườn, thì tình hình thời tiết, thủy văn đang có xu hướng gây tác động xấu đến việc sản xuất nghịch vụ. Lượng hóa chất xử lý ngày càng tăng lên đã bắt đầu biểu hiện những tác động tiêu cực đến năng suất cũng như tuổi thọ vườn cây. Quá trình thâm canh tăng vụ chạy theo năng suất, phát triển diện tích ồ ạt, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng dịch hại bùng phát, gây thất thu lớn cho nhà vườn. Ngoài yếu tố thời tiết, thủy văn, áp lực dịch hại, thì việc áp dụng các chế độ chăm sóc trước giai đoạn xử lý ra hoa cũng có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất trái cây nghịch vụ. Những sai phạm trong giai đoạn này đều có thể làm ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng trái cũng như thời gian khai thác vườn cây. Theo các nhà khoa học, thì điều khiển ra hoa cho cây ăn trái không chỉ đơn thuần là xiết nước, đậy ni lông hay phun hóa chất thì cây sẽ ra hoa, mà đây là biện pháp kỹ thuật phải dựa trên cơ sở áp dụng những giải pháp đồng bộ từ khâu bón phân, quản lý nước, tỉa cành, tạo tán, quản lý dịch hại theo nhu cầu của từng loại cây cụ thể. Mà
ngay bây giờ Ngọc Hoa có một vấn đề xin được nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Bé vui lòng giải thích. Giữ cho một cái cây nó ra qua đậu trái tự nhiên với cái việc mà xử lý cho cái cây đó ra qua đậu trái nghiệp vụ, thì đứng về cái góc độ sinh lý ra qua của cây trồng, không biết là nó có điểm gì giống và khác nhau, thưa Phó Giáo sư. Kính chào bà con trong phim trường và kính chào bà con đang xem đài. Thì cái câu hỏi này gồm có 2-3 ý. Cái ý thứ nhất là giống nhau hay là khác nhau giữa cái ra hoa tự nhiên và cái ra hoa mà mình xử lý theo ý muốn. Và thứ hai là cái cách chăm sóc nó như thế nào. Thì tôi xin trình bày cái ý thứ nhất là cái điểm giống nhau giữa cái ra hoa tự nhiên và cái ra hoa mà xử lý theo ý muốn. Thì quý vị đã biết rồi, mỗi cái cây nó ra hoa nó trải qua 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn mà tạo chồi, tạo lá. Để gì? Để nó quyết định cái tiềm năng năng suất. Lá nhiều, chồi nhiều thì nó mới có cái hoa nó mới lớn. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà phân hóa mầm hoa, tức là nó tượng hoa. Giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà ra hoa đậu trái, nó tạo nên cái trái non. Thì giữa cái ra hoa tự nhiên và cái ra hoa nghịch vụ nó giống nhau, đều trải qua 3 giai đoạn đó hết. Tuy nhiên, giữa cái xử lý ra hoa tự nhiên, giữa xử lý ra hoa nhân tạo, tức là mình can thiệp vào, và cái ra hoa tự nhiên thì nó có cái khác nhau. Thứ nhất là cái xử lý ra hoa là phải có can thiệp của cái người trồng mới được. Không có can thiệp thì nó không có ra hoa nghịch vụ được nha bà con. Cái thứ hai là khi mà mình điều khiển vậy đó, là mình điều khiển theo ý muốn. Thí dụ như là mình muốn trong cái thời gian nào đó thì mình sẽ ra hoa và thu hoạch vào thời điểm đó. Do đó nên là cái nó hai cái điểm khác nhau. Còn tự nhiên, cái tự nhiên thì nó ra hoa theo cái mùa nó, đúng cái mùa nó thì nó sẽ ra hoa. Thì đó là cái những cái điểm khác nhau. Rồi bây giờ trong cái câu này thì cái chế độ chăm sóc nó như thế nào? Thì phải nói là cái ra hoa, xử lý ra hoa theo cái ý muốn của mình phải nói là rất khó, và nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của người nông dân và cái tiến bộ khoa học để mà giúp đỡ cho cái người nông dân thì nó mới thành công. Thì để cho đạt được cái thành công theo ý muốn thì bà con cần chú ý những cái điều sau. Thứ nhất là vào cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn mà sinh trưởng sinh dưỡng, tức là tạo lá tạo chồi. Thì bà con sau khi mà thu hoạch cái vụ trước rồi nên tỉa tán tạo chồi. Cái thứ hai là chúng ta phải bón phân hữu cơ để chi? Để tạo cái sự tơi xốp ở dưới đất để cho rễ nó phát triển, nó hấp thu tối đa nước dinh dưỡng. Cái thứ ba là cái trong giai đoạn này chúng ta có quyền bón NPK. Tại vì N nó giúp cho cái bộ lá nó phát triển, mà chúng ta không bón N thì trong cái giai đoạn đầu này mà không bón N thì lá nhỏ, đương nhiên là cái hoa nó sẽ nhỏ, trái nhỏ. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà nó tượng quá mầm hoa, thì tượng mầm hoa thì chúng ta không cần cái can thiệp của N vô đây, mà chúng ta chỉ cần B và K là đủ. Bởi vì sao? Bởi vì cái phần này nó sẽ giúp cho cái hoa nó phát triển nhanh và cái nó chuyển sang giai đoạn sinh dục cho nó nhanh. Và cái giai đoạn cực trọng trong cái giai đoạn mà xử lý ra hoa mà nhân tạo đó, thì cái giai đoạn mà ra hoa và đậu trái, thường thường thì cái nghịch mùa nó có nhiều cái yếu tố nó tác động lên và làm cho cái trái nó không có đậu trái được và nó rụng trái non rất là nhiều. Thì trong cái giai đoạn này thì bà con nên chú ý về cái phần sâu bệnh nó tấn công vào. Thì đó là những cái phần mà chúng tôi nói một cách tổng quát là bà con nên cần chú ý những cái giai đoạn và những cái phần mà để mà xử lý ra hoa tùy theo cái đối tượng cây mà chúng ta sẽ làm nó khác nhau. Dạ, xin kính chào bà con. Mới nghe thầy Bé nói xong là mình có hiểu là nếu mà để xử lý ra hoa nghịch vụ đạt hiệu quả đó, thì trước đó thì bà con nhà vườn của mình đó là phải chăm sóc cho cây thiệt tốt. Cây có tốt đó, nó có đầy đủ cái điều kiện cần thiết đó, thì nó mới làm được cái vụ mà trái mùa nghịch được. Nhưng mà nói lần không nhớ. Thật ra tiện đây cô xin hỏi thầy tiến sĩ Lê Quốc Điền là thầy Điền có thể nói cụ thể hơn cho bà con mình hiểu rõ hơn, có khi lần tôi không nhớ, như 2-3 lần tôi nhớ. Cụ thể hơn là khi chăm sóc và chuẩn bị xử lý nghịch vụ thì bà con nhà vườn của chúng tôi cần phải chú ý đến những vấn đề quan trọng gì không ạ? Thưa thầy. Này là câu hỏi đúng không? Câu hỏi. Nghiên cứu mà. Kính thưa bà con, thì chúng ta thấy là cái
để mà chuẩn bị cho chúng ta xử lý cái nghịch vụ trong cái hiện nay. Thì hiện nay chúng ta thấy là cái bắt đầu chúng ta hơi khó rồi, tại vì biến đổi khí hậu nó nhanh và cái đất chúng ta nó nóng rất là nhanh. Do đó bây giờ cái công tác mà trước khi mà chúng ta chuẩn bị để mà xử lý thì bà con chúng ta phải kiểm tra cái sức khỏe của cây nó đang ở đâu. Tại vì cái đầu tiên mà chúng tôi các hầu hết là các cái nông dân giỏi hiện nay thì họ đánh giá là cái bộ lá. Tại vì trước khi chúng ta muốn xử lý là chúng ta coi cái bộ lá, cái độ dày của lá nó tốt không, để chúng ta khi chúng ta áp dụng. Và cái thứ hai là cái khả năng ra đồng loạt không. Tại vì cái cành, tức là nếu mà cái cành nó mang đủ tuổi, tức là đồng loạt, thì chúng ta khi chúng ta áp dụng cái bất kỳ một cái giải pháp nào rất là nó có thể là rất là hiệu quả để giúp cho chúng ta không bị ảnh hưởng. Do đó mình một số cái giải pháp mà bà con chúng ta phải chuẩn bị là đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra cái khả năng đoạn non nó ra đồng loạt ha, và cái tuổi cành nó đúng thời điểm. Tại vì cái tuổi cành nó rất là quan trọng. Tỷ như bây giờ mình có hai nhóm cây. Một là cái cây nó ra hoa ở trên cái đọt non, và cái nhóm thứ hai là nó ra trong cái thân chính, chẳng hạn như cây sầu riêng. Thì vậy hai cái nhóm này nó hoàn toàn khác nhau. Do đó chúng ta phải có một cái kỹ thuật chăm sóc. Nhưng mà cái tụ trung là bà con chúng ta phải lúc nào cũng vậy. Hiện nay cái khó khăn chúng ta là bà con chúng ta hiện nay chuẩn bị chưa có đạt yêu cầu là hai cái lần ra cái lá non, tức là hai lần đợt lá non nó phải thành công, tức là từ khoảng 70-80% cái tỷ lệ lá mà non nó đồng loạt. Như vậy thì chúng ta thấy là khi chúng ta xử lý bắt đầu vào cái công tác chúng ta xử lý rất là dễ. Thì tất cả cái cơ chế của cái chuẩn bị, cái cách mà để chúng ta chuẩn bị xử lý đó, thì cái hầu hết các cái loại cây trồng chúng ta hầu hết chúng ta cũng phải có một cái điều kiện sốc, tức là sốc nước hoặc là sốc một cái điều kiện hoặc là thuốc để chúng ta xử lý làm cho cây sốc, thì làm cho cái ước chế đã làm cho cái cây bắt đầu nó có cái tuổi cành nó đủ tuổi, thì lúc đó nó phân hóa mầm qua. Thì vậy nếu mà bà con chúng ta khi mà trong cái điều kiện mà hiện nay nó biến đổi khí hậu, tức là nhiệt độ nó tăng nhanh vào trong cái thời điểm mà 9 giờ thì bà con thấy rồi, trong cái 9 giờ bà con thấy mặt đất nó nóng rất là nhanh. Do đó mình cái kỹ thuật bón phân rất là quan trọng. Do đó bà con chúng ta bón phân rất là quan trọng. Hiện nay bà con thấy là cái pH mà chúng tôi đánh giá của các cái vườn hiện nay nó giảm sút rất là nhanh, tức là nó có chiều hướng là nó chua quá. Vậy khi chua quá vậy thì chúng ta bón cái phân, một số phân vi lượng nó không hấp thu, mà trong khi cái cây nó cần, rất là cần cái vi lượng và trung lượng. Thì vậy chúng ta thiếu một vài yếu tố đó thì nữa chúng ta thấy cái có rất là nhiều yếu tố, chẳng hạn nó có thể là rụng sinh lý các thứ, nó đưa đến cái việc mà do cái sức khỏe, cái trữ lượng của cái dinh dưỡng trong cây nó không có, cho nó khả năng nó chống chọi với cái điều kiện hiện nay chúng ta nóng. Và cái bà con chúng ta hiện nay là có một số bà con chúng ta bón, tức là bón phân rồi đợi sau 9 giờ mới tưới nước. Vậy khi mà chúng ta tưới nước vào giai đoạn này thì chúng ta cuối cùng chúng ta đất nó nóng lên, cuối cùng là cái bộ rễ nó bị phỏng đi, tức là cái rễ non, mà cái rễ tôi rất quan tâm là cái bộ rễ cái tơ nằm ở tầng mặt. Nếu mà con tưới vào lúc mà 9 giờ thì vậy chúng ta thấy là cái cây nó bị phỏng hoàn toàn do cái phân. Vậy chúng ta phải làm sao chúng ta bón hơi sớm, tức là chúng ta tưới vào lúc trước 7 giờ thì vậy lúc đó nó phân bón nó hấp thu. Và cái bà con ta chú ý là khi mà hiện nay cái pH giảm vậy, bà con nên chú ý là chúng ta phải bón cái loại phân nào nó có cái canxi, tức là có cái phân mà NPK hỗn hợp mà trong đó có cái trung lượng mà trong đó rất là canxi, để chúng ta giúp cho cái giữ cái pH của đất nó ổn định. Thì như vậy chúng ta mới cái trái cây chúng ta mới có chất lượng và cái trái nó đạt cao nhất khi mà chúng ta thu hoạch cái vụ nghịch. Thì đó là một số cái để chúng ta bà con chúng ta có cái khái niệm để chúng ta chuẩn bị thật tốt, thật chu đáo cho cái vụ nghịch này. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của tiến sĩ Lê Quốc Điền. Nghe tiến sĩ Lê Quốc Điền tư vấn ngay cái câu đầu tiên là em mừng cho anh liền. Tiến sĩ nói là để mà chuẩn bị cho vườn cây ra qua nghịch vụ thì đầu tiên phải chú ý đến cái chuyện là lá. Mà em thấy vườn anh là toàn là lá không à? Có bao giờ thấy trái đâu? Sao? Trời ơi, chê tôi quá à. Chê tôi trồng vườn ra lá không à? Ăn lá không sống à, được ăn trái. Không qua, khi dễ lắm, bữa nào xuống vườn cho chơi ra. Chơi thôi hả trời? Đó, xuống đi rồi tôi cho cặp bữa đem về. Cái bữa tươi xanh luôn á. Mà sao? Bây giờ xong nghe tiến sĩ Lê Quốc Điện nói rồi anh thấy anh...
bây có giờ, tâm đắc chưa? Có tâm đắc đủ, cảm đủ khả năng để làm việc chuyện mà xử lý ra nghịch vụ chưa? Có rồi đó, có hiểu rồi đó, giờ có ghi nhận rồi đó. Nếu mà không ghi nhận, bây giờ không hiểu thì ráng coi chương trình phát lại lần hai tới đâu có hiểu à. À, dạ tiện đây thì cũng xin hỏi thầy bé ha, hay là cậu được qua. Dạ xin hỏi thầy bé về thì thưa thầy, tôi cũng nghe bà con mình nói là có một số tài liệu thì xử lý ra hoa trên cây xoài. Thì có một số nhà khoa học cũng khuyên bà con mình là sau khi mà mình đã làm được 2-3 vụ xử lý nghịch rồi đó thì mình nên ngưng một vài vụ để cho cây nó có cái dịp để phục hồi lại sức khỏe. Không nên mà sử dụng cây nghịch vụ nhiều quá, nó sẽ làm cây bị suy kiệt, nó bị suy kiệt đi. Thì cái này thì không hiểu là con bây giờ gặp cái mùa mà bà con bán được, bà con tận dụng, bà con làm. Mà giờ cái người nhà giờ người ta nói về thì theo ý thầy thấy cái này có đúng rồi thầy ạ. Có nên theo áp dụng theo phương pháp này không, hay là mình cứ khai thác triệt để? Dạ. Kính thưa nghệ sĩ Lê Bình, kính thưa bà con. Thì đối với xoài mà xử lý ra hoa nghịch vụ thì bằng cái cách hiện nay bà con đang sử dụng đó là sử dụng cái hóa chất. Cộng thứ hai nữa là nếu mà thấy mà cái hóa chất mà gà hơi yếu nữa thì họ mới khoanh cái dòng vỏ, tức là siết cổ ở dưới thì đổ hóa chất. Do đó nên là cái cây nó sẽ ra hoa rất là dữ. Tuy nhiên nó cây nó mau suy kiệt. Dạ, cây mau suy kiệt lắm anh. Thông thường thì như hồi nãy tiến sĩ Điền có nói là nên chọn những cái cây nào mà cái bộ lá nó khỏe mạnh chắc dày thì mình nên xử lý. Còn những cái cây mà hơi yếu yếu mà xử lý theo cái kiểu của bà con đó là nó đi luôn. Do đó nên là trong cái câu hỏi của anh thì đối với xoài thì chúng ta nên cho nó nghỉ. Thí dụ như ra qua nghịch vụ hơn 1-2 vụ thì cho nó nghỉ một vụ. Chứ mà chúng ta cứ tiếp tục xử lý suốt luôn thì nó làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cây. Tuy nhiên thì đối với cây xoài thôi, còn cái cây thí dụ như là cái cây thanh long, cây chanh, cây bưởi thì chúng ta không có xử lý bằng cái cách đó, mà bằng cái cách là sốc nước hoặc là trong đèn như thanh long đó anh, thì không cần, cứ xử lý ra qua liên tục không sao hết. Tùy cái giải pháp, tùy theo cái giải pháp, tùy theo cây và cách làm để mà xử lý. Mà cái xử lý kiểu cái xoài là cái xử lý đó là phải nói là quá khắc nghiệt đối với cây xoài. Xin có vài ý trao đổi cùng anh với bà con. Xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của Phó Giáo sư Lê Văn Bé. Thưa Thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm, được biết là công ty của Thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm là công ty Bemnager rất là nổi tiếng về vấn đề dinh dưỡng. Thì không biết là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là chăm sóc vườn cây ăn trái. Trong cái giai đoạn mà xử lý ra qua nghịch vụ thì công ty có những cái sản phẩm nào có thể giúp cho bà con nông dân trong vấn đề chăm sóc nguồn dinh dưỡng ở giai đoạn này hay không? Cảm ơn chị. Kính chào quý bà con và quý khán giả xem đài. Qua phần trình bày của quý diễn giả, chúng ta thấy được là vai trò quan trọng nhất là dinh dưỡng cho cây. Và nó bắt nguồn cũng nhiều nguyên nhân. Nếu như chúng ta cung cấp cái lượng phân bón nó không có hợp lý, và cái thứ hai là chúng ta vừa nghe tiến sĩ Lê Quốc Điền trình bày thì hầu hết là cái mức độ pH ở trong vườn cây nó đang tụt giảm là do chúng ta cung cấp cái lượng phân nó không có hợp lý. Như vậy thì để quý bà con có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng phân bón, chúng tôi xin được giới thiệu một đôi nét về cái đặc điểm của loại phân bón của Bemnager. Cái thứ nhất là nó có đủ cái dưỡng chất, tức là giữa các thành phần là đa lượng, trung lượng và vi lượng. Và cái điều này nó đáp ứng được nhu cầu của cây trồng, tức là cây trồng được hấp thu cùng một viên phân là viên phân phức hợp thì nó có đủ dinh dưỡng nằm bên trong. Thì sau nhiều năm người ta nghiên cứu, người ta mới đưa được cái lượng chất đó vào. Và cái thứ hai là nó có một cái thành phần của cái canxi, mà cái này rất cần thiết để ổn định cái pH đất và làm nâng được pH đất lên. Thì đó là một trong những nguyên nhân nó giúp cho quá trình hấp thu dinh dưỡng của cái rễ cây rất là tốt. Chính vì vậy để cho cái cây trồng nó được phát triển tốt về thân rễ lá trong những giai đoạn đầu tiên để chuẩn bị cho quá trình ra bông, thì chúng tôi khuyến cáo với bà con sử dụng cái sản phẩm Entest 20-10-10. Đây là một cái sản phẩm được theo cái tỷ lệ là 2-1-1, tức là nó có lượng đạm, lượng lân, lượng kali nó cần thiết và nó cung cấp kịp thời và đủ thành phần cho cây trồng. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta thấy rằng cái việc cung cấp dinh dưỡng qua rễ đó nó đã đạt rồi.
rồi mà chúng ta cần hỗ trợ thêm về phân bón lá thì chúng tôi khuyến cáo với bà con phải sử dụng những cái dạng phân bón lá mà nó có hấp thu được dinh dưỡng cho cây trồng, và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm, một số cái vấn đề phân bón lá sẽ được chúng ta thảo luận nhiều, nhưng mà chúng tôi khuyến cáo với bà con sử dụng những sản phẩm phân bón lá dễ dàng hấp thu qua rễ, qua lá của cây. Thì chúng tôi xin giới thiệu cái sản phẩm cái Avanator. Đây là một sản phẩm chứa nhiều dưỡng chất cần thiết giúp cho cây nó mau phục hồi và phát triển mạnh hơn. Vậy thì một vài cái đôi nét xin được giới thiệu với bà con, chúc bà con thành công. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của Thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm. Thưa bà con nông dân, không biết là bà con nông dân đến với chương trình trực tiếp ngày hôm nay là đến từ vùng trái cây nào không ạ? Ở đâu ạ? Long An, dân ở Long An. Long An thì nổi tiếng trái cây gì thưa bà con? Thanh Long. Chắc chắn thế nào cũng sẽ có một câu hỏi về Thanh Long. Không biết là bây giờ nghệ sĩ Lê Bình có thể dừng cái phần tò mò của mình lại để mà nhường sân khấu lại cho bà con nông dân hay không ạ? Hôm qua nói tôi tò mò là không đúng nha. Nói là tôi ham học hỏi vậy là sao tò mò. Nhưng mà mình tôi học không thì cũng không được hay lắm ha. Bà con mình cũng cùng phải học nữa. Bây giờ nhân cái dịp này bà con lên đây trực tiếp tại hiện trường thì bà con có cái gì thắc mắc về vấn đề trồng trọt của mình, cái việc có thể hỏi cái gì giả đây. À mời anh rồi. Em thể nói tên nói dùng mình ở nha. Em tên Nguyễn. Dạ anh rồi. Cho nói đi anh. Tên Nguyễn Minh Kiều ở Châu Thành. Đến. Dạ, hiện nay trên thị trường có giới thiệu một số loại phân bón lá là chứa trung vị lượng phun vào để cho cây tăng khả năng ra hoa trà đậu quả. Thì xin hỏi nên phun vào thời điểm nào, lúc nào để cho có đạt hiệu quả cao của cây? Xin được cảm ơn câu hỏi của anh. Không biết là tiến sĩ Lê Quốc Điền có thể vui lòng trả lời câu hỏi này hay không ạ? Chào anh, thì chúng tôi thấy là cái khi mà chúng ta sử dụng cái phân mà có hàm có cái dinh dưỡng đó, nó là đa lượng, trung lượng và vi lượng. Vậy chúng ta thấy chúng ta phải xem coi cái phân nó có đúng với cái loại cây trồng mình không. Tức là đầu tiên mình phải xác định là nó cái loại phân đó không. Em tức là anh phải coi nó phải phục vụ cho cái cây trồng mình. Chẳng hạn như cây xoài thì chúng ta phải cái phân đó phải phục vụ cái cây xoài. Và cái vấn đề thứ hai là cái phân đa trung vi lượng chúng ta không nên lạm dụng. Tại chúng ta cũng cái cây trồng nào cũng vậy, chúng ta thường chúng ta vừa đủ. Nếu mà ta nó giống như con người, nếu mà ta sử dụng nó vừa đủ thì nó sẽ phát huy được cái tác dụng. Còn nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều thì nó bị trở nên ngộ độc. Như vậy cái vấn đề mà mình phun vào cái giai đoạn nào thì để cho mà giúp cho nó cái cây nó có hiệu quả thì chúng ta thấy là đầu tiên là như nãy Thạc sĩ Đếm đó chúng ta giới thiệu rồi, chúng ta nên cho cái cây nó ăn bằng cái phân có đa trung vi lượng, nó sẽ tốt hơn khi chúng ta phun cái phân bón lá. Nhưng phân lá thì trừ trong trường hợp mình xác định là như vậy, khi mà coi cái cây trồng nó thiếu vào giai đoạn nào, tỉ như cây trồng nó có thể là phát triển cái cành, cái chồi lá nó kém, hoặc là có khả năng nó bị khi mà chúng ta bón phân, chúng ta tưới nước nó bị quăng queo, tức là nó tỷ lệ nó ra nó rất là nhiều do bị nắng. Như vậy khi chúng ta cần phải có cung cấp thêm cái đa lượng và cái vi lượng và cái trung lượng. Thì vào giai đoạn này chúng ta nên, tại vì thường thường vào mùa nghịch thì bà con chúng ta sản xuất thì đa số hầu hết các loại mà phân lá chúng ta là bà con chúng ta chọn chưa đúng, tức là cái hàm lượng bo rất là cần cho cái cây vào giai đoạn ra hoa, rồi cái đoạn đọt non, nó tạo đọt non rất là chuẩn, tức là cái đọt non nó không có nó phát triển nó bền vững. Vậy cây bo như thế nào, chứ là không phải chúng ta lạm dụng cái bo. Nếu mà người ta phun bo nhiều quá thì cái lá nó trở nên khô cứng, và cái trái nếu mà có trái nó cũng cứng, nó không lớn được. Vậy chúng ta thường chúng ta phải tuân thủ theo cái liều lượng mà ở trên cái bao bì nó khuyến cáo. Bà con chúng ta thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái loại phân bón lá, hầu hết bà con tôi đi coi bà con chúng ta sử dụng cái bình phun. Hiện nay cái bình phun chúng ta chưa đáp ứng được, tức là bà con bơm với cái áp lực nó không có, tại phun bón lá mà nó phải cực mịn. Như vậy lúc đó thì nhờ với cái những cái loại phân bón lá mà nó có cái hàm lượng, tức là cái hạt rất là nhỏ, nó mới đi vào cái khí khổng thì chúng ta mới được, mà lúc đó thì cái cây trồng nó mới có thể hấp thu được. Thì bà con chúng ta chú ý là cái bình phun, vậy chúng ta phun và cái thời điểm phun, khi chúng ta phun muốn phun cái phân vi lượng thì bà con chúng ta nên phun vào cái thời điểm mà trời mát, là nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao nhất cho cái việc mà chúng ta chọn. Thì đó là một số cái vấn đề mà để bà con chúng ta
xem lại, mình xác định coi nó là nó thuộc nhóm nào, tức là nó thuộc đơn hay là đa, tức là cái nhóm đa là tức là cái cây trồng nó thiếu thì chúng ta phải chọn cái loại nó có trung lượng và vi lượng. Còn nói chúng ta thấy cây trồng nó, chúng ta kiểm tra cây trồng xác định vào giai đoạn đó nó chồi nó phát triển bình thường, cái bộ lá nó tốt, thì bà con chúng ta chỉ cung cấp vào giai đoạn đó, tí như cây đang chuẩn bị ra bông, ra hoa, đậu trái, bà con chúng ta xem là thường nó thiếu canxi, tức là thường cái trái nó giai đoạn sau nó nứt, tức là do cái giữa cái phần trong ruột trái với cái vỏ trái nó không đồng bộ, lớn không đồng bộ, thì hiện nay bà con chúng ta làm không đồng bộ thì cái trái nó, tức là ở trong nó lớn nhanh quá, cái vỏ ngoài nó không đáp ứng được thì nó nứt. Vì bà con chúng ta phải xem lại coi cái cách mình bổ sung cho cái hàm lượng canxi có đúng không, để chúng ta đáp ứng giữ lại cái cho cái trái cây mà sản xuất nghịch nó hay bị nứt. Đó là cái hiện tượng mà bà con đang thường gặp phổ biến hiện nay. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Lê Quốc Tiền. Dạ, bây giờ thì bà con mình ở xa tới phim trường thì chắc là có nhiều bà con mình muốn hỏi lắm, nhưng mà rất tiếc là cậu Khoa chỉ cho tôi có ba câu hỏi thôi. Dạ, bây giờ hết câu thứ nhất rồi, giờ mời câu thứ hai. Bà con mình mời anh. Kính thưa cái diễn giả, tôi Phan Trung Thành, Châu Thành, Long An, thì tôi có câu hỏi gì sao? Thì những ngày gần đây là thời tiết là rất nắng rất nóng, mưa ít. Vậy là thời tiết như thế, thì xin hỏi diễn giả cho tôi biết là cái vậy là cái thời gian mà có ảnh hưởng gì đến ra hoa của cây hay không? Xin hết. Anh muốn hỏi một vấn đề là điều kiện thời tiết nó bất lợi như hiện nay. Nắng thì nóng, mưa thì lại ít, thì không biết nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề xử lý ra hoa cho các vườn cây của nhà vườn hay không, đúng không ạ? Giờ xin cảm ơn câu hỏi của anh. Với câu hỏi này thì Ngọc Hoa xin được mời Phó Giáo sư Lê Văn Bé vô lòng tư vấn. Dạ, chào anh, từ Châu Thành, và chào bà con. Thì gần đây cái chuyện biến đổi khí hậu nó diễn ra nhanh quá, nó nhanh hơn là chúng ta suy nghĩ. Vì vậy nên là những cái phần mà cái khí hậu nó tác động lên cây là cái tác động nghịch, do đó nó ảnh hưởng nghịch đến cái sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cây. Bây giờ mình xử lý ra hoa nghịch vụ nữa thì nó sẽ ảnh hưởng. Nhưng bây giờ ảnh hưởng như thế nào đây? Trong cái điều kiện mà nắng nóng, ẩm độ thấp, mưa ít vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự thụ phấn và thụ tinh. Cái hạt phấn nó sẽ, cái sức sống nó sẽ giảm, thời gian sống nó rất là ngắn. Cái thứ hai là cái nắng nó nóng vậy đó, ẩm độ nó thấp vậy, cái nướm nhị để mà nó nhận phấn nó mau khô lắm anh. Do đó nên là cái hạt phấn, cái sức sống nó ngắn rồi, mà cái nướm lại nó không chịu nhận phấn nữa, tại vì nó mau khô quá. Vì vậy nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần mà đầu trái và rụng trái non. Dạ. Khi mà nó không có thụ tinh được, không thụ phấn, không thụ tinh được thì trái non rụng rất là nhanh. Vậy thì nhìn chung là cái thời tiết khí hậu nắng, nóng, mưa ít như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cái phần ra hoa đầu trái. Dạ, xin chào anh. Dạ, xin được cảm ơn phần trả lời của Phó Giáo sư. Dạ, bây giờ câu hỏi thứ ba, câu hỏi cuối cùng của chương trình hỏi trực tiếp tại phim trường. Mời anh. Xin chào hết các bạn. Tôi tên Nguyễn Văn Minh, ở Châu Thành, Long An. Có một điều muốn nhờ diễn giả giúp giùm là vườn thanh long chuẩn bị trong đèn thì sử dụng NPK như thế nào là hợp lý. Xin nhờ diễn giả giúp giùm. Dạ, xin được cảm ơn anh. Với câu hỏi này thì Ngọc Qua không biết có thể nhờ thạc sĩ Quý Nhân Đếm vô lòng tư vấn hay không ạ? Xin cảm ơn chị. Xin chào anh và quý khán giả đang xem đài. Câu hỏi rất là hay là chuẩn bị cho quá trình mà trong đèn đối với cây thanh long thì chúng ta sử dụng NPK như thế nào. Chúng ta vừa nghe phần trình bày của Phó Giáo sư Bé nói về cái việc mà thụ tinh thụ phấn của cái cây trồng nó rất là quan trọng, và điều kiện của khí hậu á, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình mà ra hoa. Như vậy thì để cho nó ra hoa tốt á, thì chúng tôi khuyến cáo anh hai vấn đề. Cái thứ nhất là để sử dụng cái dinh dưỡng cho quá trình mà chuẩn bị trong đèn đó, thì chúng tôi khuyến cáo anh và quý bà con sử dụng cái sản phẩm Nitrofoscarin là 10, 15, 15, 15.
để đây là một cái sản phẩm, nó một cái phức hợp, nó có đủ dưỡng chất cần thiết cho cây, bên cạnh đó nó có, trong đó nó có đủ thành phần trung lượng và cái vi lượng cho cây trồng. Và hầu hết là các cái sản phẩm của Nitroposca của Ben Meyer nó có đủ các thành phần. Bên cạnh đó, để kích thích cho quá trình mà ra bông và nó tăng tỷ lệ đầu trái á, thì chúng tôi khuyến cáo anh sử dụng hai lần cái sản phẩm phân bón qua lá. Thì cái sản phẩm phân bón qua lá đó là một cái cặp mà chúng tôi vừa nghiên cứu ra, đó là sự kết hợp giữa cái boron và cái auxin trong quá trình mà tạo ra cái bông. Vậy thì chúng tôi khuyến cáo anh sử dụng hai lần. Lần đầu tiên là cái cây nó vừa nhú ra, tức là vừa tạo mầm, chúng ta phun một lần. Và lần thứ hai là phun vào thời điểm mà sau khi nó sổ nhị. Vậy thì đó là những cái thời điểm và cách sử dụng để giúp cho quá trình tăng được cái khả năng về đậu bông, đậu trái của cây. Một vài ý xin được trao đổi, kính chúc anh thành công. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm. Thưa bà con nông dân, thưa quý khán giả, Ngọc Hoa phải đính chính là một chút xíu để không khéo là bà con tại phim trường làm hiểu lầm Ngọc Hoa, buồn Ngọc Hoa. Sở dĩ mà không phải là ra tiêu chuẩn là bà con nông dân ở tại phim trường chỉ có được 3 người đặt câu hỏi đâu. Bà con nông dân có thể hỏi rất là nhiều, nhưng mà sau chương trình trực tiếp, bà con nông dân gặp trực tiếp các nhà khoa học ở đây và chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Bởi vì thời lượng của chương trình thì nó có hạn, mà số lượng câu hỏi của bà con nông dân cùng quý khán giả từ khắp nơi gửi về rất là nhiều. Mà cụ thể ở đây thì chúng tôi đang nhận được rất nhiều câu hỏi khá là hay. Và ngay bây giờ thì Ngọc Hoa xin được dành thời gian còn lại để mời các nhà khoa học trả lời các câu hỏi này. Đầu tiên thì Ngọc Hoa xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Bé trả lời câu hỏi cho hai khán giả. Anh Phạm Văn Liêm ở Chợ Mới An Giang, điền thoại cuối là 0746. Anh hỏi như thế này: vườn xoài cát Hòa Lộc cho trái được 3 năm, giờ tôi muốn cho trái nghịch vụ thì cần phải chăm sóc như thế nào? Cắt khô tỉa cành, tạo tán, biện pháp điều tiết nước và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện ra sao? Nếu vườn xoài cho trái nghịch vụ trong nhiều năm liền thì có làm giảm tuổi thọ của vườn xoài hay không? Còn anh Nguyễn Văn Trọng ở Lai Dung, Đồng Tháp, điện thoại cuối là 8633 hỏi: tôi xử lý nghịch vụ xoài nhưng mà năm trước năng suất cao thì năm sau lại thất. Có phải đây là quy luật tự nhiên hay là do kỹ thuật của tôi sử dụng chưa đúng? Tôi phải làm gì để năng suất nghịch vụ đều cao ở mỗi năm? Xin được mời Phó Giáo sư. Dạ, xin kính chào anh Liêm và anh Trọng. Thì bây giờ cái để mà ra qua xoài nghịch vụ thì trước mắt tôi khuyên anh đừng để cái mùa thuận, tức là chúng ta phải đừng có lấy trái như mùa thuận. Để làm chi? Để mình chuẩn bị cái bộ lá cho cái mùa nghịch. Thì mùa nghịch thì chúng anh muốn hồi nãy tôi hướng dẫn một cách tổng quát đó anh Liêm, là sau khi ta phải cắt tạo tàn tỉa cái tán cho nó thông thoáng. Cái thứ hai là ở dưới thì chúng ta phải bón cái phân hữu cơ để cho nó phân hữu cơ, để cho nó thông thờ cái độ tơi xốp để rễ cho nó phát triển, và đồng thời NPK ta bón vào cái giai đoạn này. Và trong cái giai đoạn này đó thì cái để mà nó tạo ra chồi và lá thì anh nên chú ý, phải nói được rất là chú ý trong cái phần mà cái bộ lá nó bị sâu và cái bệnh nó tấn công lên cái bộ lá làm giảm cái số lá đi, thì cái phần sau này nó ra qua rất là dễ. Và bây giờ cái phần cái kỹ thuật mà một cách chi tiết thì chúng tôi không thể nào với cái thời lượng này mà tôi hướng dẫn cho anh được. Vì vậy nên là tôi chỉ hướng dẫn một cách tổng quát mà thôi. Còn cái phần khi mà nó bắt đầu nó ra qua đầu trái thì anh tiếp tục chăm sóc cây, coi cái phần cái sâu bệnh nó tấn công ở trên cái bộ trên cái bông. Riêng cái anh hỏi một cái câu là bây giờ như nãy tôi trả lời đó, là nếu mà chúng ta cứ sử dụng nghịch vụ nhiều năm liền, thì nãy anh Lê Bình, nghệ sĩ Lê Bình có hỏi và tôi trả lời rồi, thì cái này nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cây. Vì vậy nên anh nên chọn, chứ không phải là trong cái vườn là 100% là những cái cây là anh đều xử lý ra qua nghịch vụ hết đâu, mà anh chọn những cái cây nào có khả năng mà có ra qua được ở trong nghịch vụ thì anh hãy xử lý. Chứ bằng không mà anh mà xử lý hết trơn là cái vườn anh sẽ có những cái cây nó yếu, nó bị ảnh hưởng. Cái để trả lời cho anh Trọng thì
trước đây anh xử lý thì cũng ra, ra cái năng suất rất là cao, nhưng mà sau này thì nó cái năng suất ra qua mỗi năng suất của cái cây nó sẽ giảm về, thì nơi này có phải theo quy luật không? Dạ, cái này thì đúng cái quy luật đó, tuy nhiên anh có thể cải thiện được bằng cách là anh khai thác nó không, anh không có cho nó ăn uống gì hết trơn, thì bắt buộc năm sau cái năng suất nó sẽ giảm. Vì vậy nên cái phương pháp đầu tiên đó là chúng ta phải tạo cho bộ rễ nó phát triển mạnh, mà bộ rễ phát triển mạnh ở đây thì phải phần hữu cơ mới được. Tận dụng những cái phần hữu cơ, ví dụ như hầm ủ bioga, rồi anh thêm cái đa di lượng vô nữa thì sẽ trả lại cái phần dinh dưỡng lại cho đất gì, và cái bộ rễ nó sẽ phát triển và nó hấp thu cái dinh dưỡng trở lại, thì anh năm sau anh sẽ tiếp tục xử lý. Nhưng mà tuy nhiên cái phương pháp mà xử lý về cái cây sòi thì phải nói là rất là khắc nghiệt. Vì vậy nên nãy tôi trả lời với anh nghệ sĩ Lê Bình là anh cũng nên cho nó nghỉ dài 3 năm, thì nghỉ 1 năm để cho nó hồi phục lại sức khỏe. Xin được mời Phó Giáo sư Lê Văn Bé trả lời câu hỏi cho hai khán giả. Một là anh Nguyễn Văn Bùi ở Long Hồ, Vĩnh Long, điện thoại cuối là 0281. Anh hỏi hai vấn đề, nhưng mà vấn đề đầu tiên anh hỏi thì là Phó Giáo sư Lê Văn Bé đã trả lời rồi. Anh nói về vấn đề là khi xử lý nghịch vụ, khi gặp thời tiết mà thất thường nắng nóng như hiện nay, để hạn chế rụng trái non thì cần phải làm gì, thì Phó Giáo sư đã trả lời ở đầu chương trình rồi. Ngọc Hoa xin mời Phó Giáo sư trả lời câu thứ hai của anh mà thôi. Đó là đối với việc xử lý ra qua nghịch vụ, việc sử dụng phân bón ảnh hưởng đến ra bông đậu trái như thế nào? Có một khán giả ở tại phim trường tên là Nguyễn Văn Cư, huyện Châu Thành, Long An cũng có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, để xử lý cho cây ra qua đạt nhiều qua, ngoài phân hữu cơ thì phân hóa học nào là chủ yếu giúp cho cây phân hóa được mầm qua? Câu thứ hai, quy trình bón phân vô cơ bao nhiêu lần là đủ, số lượng NPK là bao nhiêu, trung vi lượng là bao nhiêu trên một hecta? Anh này anh hỏi rất là cụ thể, không biết là Phó Giáo sư có thể trả lời vừa nhanh mà vừa cụ thể và vừa đầy đủ được hay không? Dạ. Xin chào anh Bùi, anh Hiền, thì chúng tôi đã trả lời rồi thì câu hỏi nãy anh Bùi với anh Cư, thì nhìn chung thì anh Cư thì hỏi cái câu này quá chi tiết. Thì chúng tôi cũng không có thời gian đâu để mà chi tiết là lượng bao nhiêu ký một cách tổng quát vậy thôi. Còn giờ các cái tài liệu nó có rất là nhiều ở trên sách, nhà sách cũng có, ở trên mạng cũng có. Bây giờ để trả lời từng tự, thì khi đối với cái phân bón nào mà nó ảnh hưởng đến cái sự ra bông đậu trái như thế nào, thì nhìn chung là nó phụ thuộc vô cái sức khỏe của cây. Cái lá nó nhiều thì nó phân quá mầm qua thì nó sẽ cho cái ra bông nó lớn và nhiều dài ra. Vậy thì cái, nhưng mà cái phân bón nó có tác động đến trong cái giai đoạn này, chúng ta trong cái giai đoạn mà phân quá mầm qua đó thì chúng ta không cần phải là bón đạm mà chủ yếu là lân và kali. Thì nó sẽ làm cho cái lân đó nó là sẽ làm cho cái phân, nó thúc đẩy cái phân hóa mầm qua, nó kích thích cho cái sự ra rễ. Còn kali thì nó sẽ làm chuyển cái phần sinh trưởng sinh dục, sinh trưởng sinh giãn sang cái sinh dục rất là nhanh. Thì hai cái loại phân này thì anh nên sử dụng trong cái giai đoạn mà xử lý ra qua. Còn cái phần mà nuôi cái làm lá đợt trước thì cần phải đạm và N và K. Rồi bây giờ thì chị anh Cư hỏi ngoài cái phân hữu cơ thì cái vô cơ để mà bón thì lượng bao nhiêu, thì nhìn chung thì cái này chắc tôi thì không có, chưa có làm lần nào trơn, nhưng tôi chỉ biết thôi. Còn anh không hỏi đối tượng một cách cụ thể cái đối tượng nào nữa, bây giờ cũng chịu chết luôn. Vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ có dịp để mà trao đổi nhau qua email hoặc là thư từ gì đó thì có thể là trao đổi để nhau. Hồi sau phân giải đi. Hồi phân giải. Xin tiếp tục mời nghệ sĩ Lê Bình, không biết có tâm đắc câu hỏi nào hay không mà. Nãy giờ nhiều người hỏi về xoài quá, nhiều người hỏi về sầu riêng quá rồi. Thì ra bây giờ anh Lê Minh Sơn ở Bàn Thích, Vĩnh Long, số 8362, anh hỏi về măng cụt với bòn bon, cái đó lạ. Xin mời tiến sĩ Điền tư vấn giùm cho anh Lê Minh Sơn ở Bàn Thích, Vĩnh Long. Anh hỏi như sau, măng cụt và bòn bon có xử lý ra hoa nghịch vụ được không? Nếu được thì tháng mấy thì tạo mầm, và bao lâu thì có thể phun thuốc kích thích ra hoa? Mời thầy Điền ạ.
Thì kính thưa bà con, chúng ta thấy là cái cây măng cục với cây bồng bôn, đây là hai cái cây mà nó có cái giá trị mà kinh tế nó ổn định. Tại vì cái cây bồng bôn nó nói chung là nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái tiết trời. Nó khi mà nó đã phân hóa mầm qua, có lúc mà chúng ta bà con chúng ta áp dụng nó ra phân hóa mầm qua, nhưng mà cái tượng qua nó vẫn nằm đó, tức là nó màu nó hơi tối, tức là nó chờ cái tiết trời thuận lợi nó mới đủ điều kiện nó mới, tại vì do cái bồng bon nó ra trong thân. Và cái bồng bon thì nó lúc nào cũng có giá, tức là mà con ta xử lý nghịch, tại vì nó cái cây nó rất yếu, nó dễ chết, nó khả năng nó suy kiệt. Do đó ở Thái Lan, cả ngay Thái Lan cũng chỉ cho họ chỉ điều tiết là cho hơi sớm chút được. Do đó công việc là chúng ta thấy cây bồng bon nó có giá đầu năm tới cuối năm, do đó mình chọn cái thượng mùa nó tốt hơn, tại vì thượng mùa nó cũng có giá cũng nhiều đó. Do đó bà con chúng ta toàn thượng mùa, thì thượng mùa cái cây nó thường nó khỏe, tức là nó đủ điều kiện như khí hậu và cái về cái dinh dưỡng, thì bà con thấy là nó chúng ta nó đáp ứng được cái vấn đề đó. Do đó cây bồng bon thì chúng tôi nghĩ là không cần phải là làm cho xử lý nó nghịch vụ, tại vì xử lý nghịch vụ nó cũng đợi, tại vì nó ra phân hóa mầm qua được đó, nhưng mà nó nằm đợi đó, nó chờ cái tiết trời nó thuận lợi thì nó mới ra. Và cái đối với cây măng cục thì hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta, cái mục tiêu hiện nay là chúng ta muốn là cái măng cục nó trái, nó cái mùa vụ nó hơi sớm chút, tức là nếu mà quá nghịch thì hiện nay chúng ta thấy là quá nghịch thì cái khâu này rất là khó cho cái xử lý ra hoa hiện nay. Và cái này là hiện nay chúng ta chủ yếu là cây măng cục nó cũng có cái giá nó cũng tương đối ổn định, và cái cây măng cục nó là cái cây mà nó chủ yếu là mình né vào mùa mưa thôi. Khi mà những cái cơn mưa là nó mưa sớm thì chúng ta thấy là thường cái vườn măng cục chúng ta nó đổ mủ, cái trái nó đổ mủ. Do đó mình làm sao mình dịch chuyển cái mùa vụ nó rớt vào cái nắng, mùa nắng. Tức là cái thu hoạch bà con chúng ta trước khi mùa mưa. Thì như vậy chúng ta sẽ làm giữ giờ được cái chất lượng. Do đó cái cây măng cục nó cũng phụ thuộc vào cái tiết trời rất là nhiều. Thì cây măng cục thì có cái đặc điểm là nó năm nào mà nó năng suất cao thì năm sau thì nó rất là khó xử lý. Do đó hiện nay cái phương pháp mà hiện nay mà ở ở ở viện cây ăn quả chúng tôi thì chủ yếu là chúng ta khất cái vỏ, tức là muốn làm nó chúng ta khất cái vỏ vào cái giai đoạn mà chúng ta rớt vào cành hơi sớm chút so với cái mùa vụ, nó thường khoảng 2 tháng trước cái cây khi cái mùa vụ thuận. Do đó để chúng ta hiện nay cái biện pháp khất vỏ thì cái biện pháp này cũng chỉ đạt được khoảng 50%. Như đó thì hiện nay chúng ta còn một số cái giải pháp để như tạo khô hạn ở một số vườn, họ tạo khô hạn rất là hay, tức là ngoài chúng ta khất vỏ chúng ta tạo cái khô hạn, tức là chúng ta che cái mặt liếp, thì như vậy chúng ta sẽ giúp cho cái măng cục trước 2 tháng so với cái vụ thuận thì chúng ta nó sẽ thành công, và nó cái giá cả của trái măng cục chúng ta là nó đáp ứng được cái dễ bán. Thì chúng ta thấy là cái trái măng cục ta nếu mà ở mà trái măng cục mà ở sản xuất ở tại Việt Nam thì bà con chúng ta nó ăn sẽ ngon hơn cái trái măng cục nhập từ ở Thái Lan về, tức là do cái khả năng về độ chín và nó tốt. Do đó chúng ta chỉ cần bà con xử lý là kéo dài trước 2 tháng so với mùa thuận là nó sẽ mặn. Yeah. Không chỉ măng cục đâu, ngay cả bồng bon không vậy, bồng bon mà mua được của nhà vườn Vĩnh Long ở cái vùng măng thích này thì có chắc có lẽ là nếu bản thân Ngọc Hoa cũng cảm thấy ngon hơn bồng bon Thái Lan rất là nhiều. Nó vừa có chua vừa có ngọt. Chúng tôi xin được tiếp tục mời Phó Giáo sư Lê Văn Bé trả lời câu hỏi cho khán giả Nguyễn Thanh Hiền ở Long Hồ Vĩnh Long, điện thoại cuối là 7972. Anh Hiền hỏi như thế này: nhà vườn cần làm thế nào để xử lý ra hoa hiệu quả mà bảo vệ được sức khỏe của cây? Xin chào anh Hiền, xin chào bà con. Thì cái câu hỏi này cũng rất là hay, bởi vì phải sử dụng cái cây lâu dài, chứ không thôi mình trồng rồi cây là mình xử lý ra qua nghịch vụ có mùa rồi sau đó là chia tay thì không được. Vì vậy nên là cái này là cái câu hỏi này theo tôi là rất hay. Thì trước hết cái phần này tôi cũng đã trả lời đâu đó những cái câu ở lần trước đó Hiền. Thì thứ nhất là mình phải sau đó là mình phải tắt cái tỉa cành tỉa nhánh thông thoáng, rồi bón cái phân hữu cơ và bón cái đa cái phân đa lượng NPK đầy đủ để trả lợi cho đất, rồi phân hữu cơ để cho rễ nó phát triển mạnh,
để nó tạo cái bộ lá sau này và nó giữ lại cái sức khỏe của cây. Thì nhưng cũng có nhiều cái cách xử lý ra hoa, chứ không phải là nhất thiết. Thí dụ như là sòi là phải đổ cái hóa chất rồi khắc dòng vỏ, thì có thì nó cái này nó ra rất là dữ, tuy nhiên thì nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của cây. Vậy nên mình phải để chọn lựa cái cách mà nó ra hoa ít thôi, ít trái thôi, chứ không phải là nó nhiều trái, nó quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cây. Thì có nhiều cách, tuy nhiên không biết là anh Hiền có nên chọn lựa cái cách nào để cho cái lâu bền, nó bền vững đó, mà mình vẫn có lợi cho người nông dân, chứ không phải là nhất thiết là phải có cái cách duy nhất đó mà thôi. Thì xin dạy ý kiến, trao tư vấn cùng anh, trao đổi cùng anh, thì mong anh có một cái sự chọn lựa để cho cái sự bền vững của cái cây và cái lợi nhuận của anh. Dạ, xin kính chào. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Cùng với cái câu hỏi này thì anh Nguyễn Văn Sang ở Trà Ôn, Vĩnh Long, số điện thoại cuối là 7233 cũng tương tự hỏi như thế, nhưng mà anh lại có một cái vấn đề thứ hai đặt ra. Mà Ngọc Hoa xin được mời Thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm vui lòng nghe rõ cái câu hỏi của anh đặt ra và trả lời. Đó là anh muốn hỏi là đối với phân bón hữu cơ Rovell hay Rovell 333 gì đó, anh viết mà Ngọc Hoa không thấy rõ là chữ V hay chữ bờ, có hạn chế sâu bệnh và kéo dài tuổi thọ cây trồng hay không? Trong cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề khi mà áp dụng cái vấn đề xử lý nghịch vụ. Xin cảm ơn chị, xin chào anh và quý khán giả xem đài. Thì chúng ta biết rằng chất hữu cơ là một chất nền trong đất. Thì chúng ta vừa nghe phần diễn giả trình bày rất là nhiều về sử dụng cái hữu cơ, tại vì cái đó là cái nền trong đất, và từ cái đó nó mới làm cái chất điện để chúng ta sử dụng những dạng phân vô cơ là NPK vào trong cây, vào trong đất. Và nếu như chúng ta sử dụng cái chất hữu cơ tốt thì cây nó mới có bộ rễ nó phát triển rất là mạnh, tại vì đất nó sẽ tơi xốp và nó tạo điều kiện thoáng khí cho cây trồng thì bộ rễ nó phát triển rất mạnh. Còn cái hữu cơ mà anh vừa nói, tức là hữu cơ BM Đức cung cấp ngoài thị trường, tên gọi đầy đủ là Rovell 333, tức là giữa đạm lân kali là 3%, 3% và 3%. Để sử dụng dạng này thì nếu mà nói phân bón có liên hệ với bệnh cây đó thì nó cũng có liên quan nhau. Nếu như chúng ta lạm dụng nó nhiều thì nó sẽ làm, thí dụ chúng ta lạm dụng nó quá nhiều đi về mặt đạm đi, thì sẽ làm cho côn trùng và bệnh rất là nhiều, cho nên là mặt nó sẽ liên quan nhau. Còn tuy nhiên nếu anh sử dụng cái Rovell 333 để cung cấp cho cây trồng có thể làm tăng tuổi thọ cho cây hay không thì điều đó chúng tôi nói là có. Tại vì thì nếu chúng ta sử dụng tốt cái chất hữu cơ và cộng với vi sinh vật nữa thì làm cho môi trường đất cho nên thoáng khí và tơi xốp, giúp bộ rễ phát triển mạnh. Thì nếu rễ phát triển mạnh thì cây nó phát triển rất là tốt. Vậy thì chúng tôi khuyến cáo anh nên sử dụng sản phẩm Rovell 333 của công ty cung cấp. Một vài ý xin được trao đổi cùng anh. Dạ, xin được cảm ơn thạc sĩ. Dạ, xin tiến sĩ Điền tư vấn giùm cho anh Nguyễn Văn Thiên ở Long Hồ, Vĩnh Long, số điện thoại cuối là 1251. Anh hỏi như sau, hỏi rất đơn giản: để nhãn Edo ra hoa nghịch vụ thì phải xử lý như thế nào? Khi bị nghẽn bông thì phải làm sao? Dạ, mời thầy Điền. Thì cái nhãn Edo thì chúng ta thấy là năm nay mấy, tức là trong khoảng một năm gần đây, chúng ta thấy là cái nhãn Edo chúng ta hiện nay xuất khẩu rất là tốt. Tuy nhiên cái xử lý vào cái mùa nghịch là cái việc mà cái cây nhãn Edo cần phải làm. Tại vì cái nhãn Edo không phải chúng ta thấy là trong suốt cái một năm mà chúng ta xử lý nghịch tốt nhất mà chúng tôi đánh giá là vào tháng 3. Tức là tháng 3 cái khả năng về khô đất, khô hạn đất và cái khi mà chúng ta áp dụng cái thuốc mà để chúng ta xử lý ra hoa thì nó đạt hiệu quả rất là cao trong cái tháng 3. Và hiện nay nếu mà chúng ta xử lý vào các tháng khác, bà con chúng ta cũng chú ý là khi mà bà con chúng ta xử lý nhãn Edo vào các tháng khác thì bà con chúng ta nên là rút nước trong mương ra hết, tức là làm cho nó khô hạn đất. Mà con chúng ta có nhiều giải pháp, chúng ta có thể đậy bao mủ để cho đất nó khô. Thì lúc đó chúng ta áp dụng cái thuốc để mà nó phân hóa mầm hoa nó sẽ tốt. Còn nếu mà anh mà áp dụng trong trường hợp mà hiện nay có một số trong cái sản xuất cái nghịch ra bông tháng này, tức là tháng 7, tháng 8, thì bà con chúng ta thấy là thường nó bị nghẹn, tức là cái bông nó ra rất là ngắn. Tức là vào cái tháng này thì như vậy chúng ta thấy là trong đó như vậy nó
cái bông nó ngắn thì nó chắc chắn là nó thiếu một số cái chất để nó tăng cái chiều dài của bông. Thì thường bà con chúng ta phun, nên phun cái thêm cái, hiện nay nó có thị trường nó có cái rồ rít, tức là chúng ta khi mà bà con thấy cái bông nó đã tượng rồi thì chúng ta phun thêm cái rồ rít để nó, để cho cái bông nó dài ra. Và tại vì cái rồ rít này nó có cái là nó kéo rất là một cách từ từ, chứ bà con không nên là áp dụng cái dạng mà viên, tức là chúng ta gọi là GRA3, thì bà con chúng ta sử dụng cái viên thì bà con chúng ta thấy nó kéo rất nhanh, do đó cái khả năng thụ phấn cái bông nó cũng rất là ít. Do đó chúng ta sử dụng cái loại nào mà nó tăng trưởng nó chậm mà nó làm cho cái hoa nó vừa đủ, thì bà con chúng ta có thể phun hai lần. Thường chúng ta phun cái rô rít, hiện nay cái rô rít dạng cốm nó có, chúng ta khi chúng ta mua chúng ta lắc nghe cốm, thì không biết là ngay chỗ anh Đếm có cái sản phẩm nào để mà nó tăng cho cái anh Đếm có thể tư vấn thêm. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm tư vấn. Thì thưa anh, thì trong quá trình mà tạo mầm hoa thì ở phía công ty cũng có nghiên cứu mà một cái cặp đôi sản phẩm đó là cái boron và cái auxin, tức là hoạt chất chính của nó, thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm đó trên nhiều loại cây trồng, thì đây là một sản phẩm mà cũng rất là tốt. Tuy nhiên đây là bên trong nó giống như là tiến sĩ Điền trình bày đó, cái sản phẩm nó có cái đặc tính của chúng là cái rồ rít đó, thì ở bên trong cái boron này và cái kép này nó đã chứa sẵn cái thành phần đó rồi, cho nên anh có thể sử dụng sản phẩm cặp đôi này để phun hai lần giống như là phần trình bày của tiến sĩ Điền, tức là trước khi vào thời điểm phân bón mùng qua và sau khi mà nó gụng nhị, tức là chúng ta phun hai lần thì sản phẩm này đạt yêu cầu để cho anh có thể tăng tỷ lệ đậu hoa. Xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ và thạc sĩ. Thưa bà con nông dân, thưa quý khán giả, những năm gần đây thì có một cái loại trái cây đã mang lại lợi nhuận kinh tế khá cao khi áp dụng xử lý ra hoa nghịch vụ cho các nhà vườn, đó chính là trái thanh long. Và theo quan sát của chúng tôi thì hiện giờ cũng đang vào thời điểm mà bà con nông dân làm vườn thanh long đang chuẩn bị những cái giai đoạn để mà cho xử lý ra hoa nghịch vụ. Vậy thì đối với nhà vườn trồng thanh long, thường bà con nông dân sẽ chú ý đến những vấn đề gì trước khi trông đèn để mà đón trái nghịch vụ? Xin mời bà con nông dân cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi. Có thể nói, thanh long là loại trái cây thành công nhất của nước ta trên thị trường xuất khẩu. Liên tiếp nhiều năm qua, loại trái cây thế mạnh của Bình Thuận, Tiền Giang, Long An luôn dẫn đầu về sản lượng và giá trị trong kim ngạch xuất khẩu rau quả. Theo Hiệp hội Rau quả, Việt Nam đang đứng số một thế giới về xuất khẩu thanh long này. Bên cạnh chất lượng trái ngon, đa dạng về giống, các nỗ lực xúc tiến thương mại của ngành chức năng và doanh nghiệp, việc chủ động được mùa vụ được xem là yếu tố hàng đầu để trái thanh long có nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Do hiệu quả kinh tế cao nên ngày càng có nhiều trang trại trồng thanh long được đầu tư bài bản ra đời, hình thành vùng nguyên liệu lớn để hướng đến các thị trường có giá trị cao. Có nhiều biện pháp để xử lý ra hoa nghịch vụ trên thanh long, nhưng trông đèn là biện pháp mang lại hiệu quả cao nhất. Do là cây chịu nóng khô hạn, không thích ứng với môi trường ngập úng nên việc xử lý ra hoa thanh long trong mùa nghịch cũng gặp nhiều khó khăn. Với thời tiết đó chuẩn bị vào mùa đông là thấy lạnh, mưa nhiều, nắng, độ nắng nó ít, nắng trong ngày nó ít, ánh sáng nó ít, mà thanh long thì nó cần ánh sáng nhiều nó mới thấy nóng, nó cần nóng nó mới có ra bông được. Ra lúc đó là vừa mưa nhiều, rồi ánh sáng ít, độ lạnh có thể nó có tháng 10 có thể đầu mùa đông rồi là lạnh, nó thời tiết nó lạnh, nó giảm nhiệt độ xuống, nó là điều kiện bất lợi cho thanh long. Theo kinh nghiệm của nhiều bà con, muốn thanh long ra hoa nghịch vụ đạt hiệu quả cần phải có chế độ chăm sóc thích hợp, trong đó đặc biệt chú ý đến khâu cung cấp dinh dưỡng, giúp cây phục hồi bộ rễ, cắt tỉa cành nhánh già nhiễm bệnh, phòng trừ các đối tượng dịch hại sau mỗi đợt thu hoạch. Trước khi chuẩn bị mùa nghịch là phải cho cây nó phải sạch bệnh, nó không có bị nhiễm bệnh, đó là thứ nhất. Rồi đặng có bộ rễ, rồi bộ rễ kiểm tra bộ rễ còn bị nghiệp sáp hay các thứ gì không, đằng sau mình gặp bón phân cho nó hấp thụ được, nó mới cho trái mới lớn được, mới đạt được cái tai nó xanh với mình đó mới xuất khẩu được. Nếu mình cảm thấy trong cái chậu thanh long mình mà nhánh già nó nhiều, nhánh phía bên trong ruột nó già nhiều, hay cắt bỏ bớt để cho nó thông thoáng, với những để chừa mấy nhánh đó lại thì nó không có lợi mà có hại, nó nuôi hút dinh dưỡng và mới
bệnh hoạn rồi nó cũng hay ẩn nấp trong đó. Chuẩn bị làm mùa nghịch thì mình phải chuẩn bị phân chuồng hữu cơ cho nó quay một rồi mình thấy đưa vô trước cho tạo nó ra rễ mới. Cây thanh long mình thấy dặn rễ nó ăn phía trên, nó phải như cây khác mà nó ăn rễ xuống dưới đất dưới mà nó ăn trên lan trên mặt đất. Ra phải hàng năm mình phải có lượng phân chuồng phân hữu cơ để bón cho nó để tạo phải ra cái rễ mới. Mà có rễ mới vậy thì nó mới hấp thụ được phân hóa học và phân khác mới thuốc dinh dưỡng mới được mới tốt. Trước khi ra hoa thì phải sử dụng như có kali cao cho nó hơi, cho nó sừng lại cho như cái cây nó bị ức chế là nó không xanh tốt lại được. Rồi sau này nó mới tốt, nó mới ra bông. Có một thực tế rất đáng chú ý là dù diện tích và sản lượng thanh long không ngừng tăng nhưng tỷ lệ trái đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp. Nguyên nhân chính xuất phát từ kỹ thuật canh tác của nhà vườn. Do thiếu chăm sóc ngay từ ban đầu nên mẫu mã chất lượng trái không đồng đều, dễ nhiễm bệnh, làm mất giá trị thương phẩm. Chính vì vậy, để cải thiện năng suất cũng như chất lượng thanh long theo nhu cầu xuất khẩu, đòi hỏi bà con nông dân phải quan tâm đến các yếu tố chăm sóc vườn ngay từ giai đoạn trước khi xử lý ra hoa. Dạ thưa thầy tiến sĩ Lê Quốc Điền, là qua đạo phóng sự vừa rồi thì bà con thấy là ngoài vấn đề sử dụng cái phân bón, bà con mình cũng rất là quan tâm đến cái yếu tố là thời tiết là sâu bệnh trên cây thanh long. Dạ bà con mình hiện tại đang trực tiếp tại phim trường thì bà con ở những cái vùng mà chuyên canh về cây thanh long thôi, và cái điều mà bà con đang quan tâm mà tôi chắc chắn là bà con muốn hỏi lắm nhưng bà con cũng chưa dám hỏi thì tôi xin đại phép tôi đại diện tôi hỏi. Dạ. Thầy Điền có thể cho biết là trong cái điều kiện mà thời tiết mà nắng nóng rồi mưa ít như vậy đó, rồi giờ những ngày gần đây thì bà con trồng thanh long mình cần phải quan tâm đến đối tượng dịch hại nào có thể phát triển mạnh ở trên vườn cây thanh long để mình bảo vệ cái vườn cây thanh long không thưa thầy? Dạ, mời thầy. Kính thưa bà con thì chúng ta thấy là cây thanh long thì chúng ta thấy là vào cái giai đoạn hiện nay bà con chúng ta chuẩn bị trồng đèn thì trước 7 tới 10 ngày tức là từ cái giai đoạn 10 ngày trước khi chúng ta chuẩn bị vào trồng đèn thì bà con chúng ta nên đi kiểm tra cái sâu bệnh. Tại vì cái sâu bệnh này, hiện nay chúng ta thấy là chúng tôi phân ra hai nhóm, một là nhóm côn trùng và thứ hai là nhóm bệnh. Thì nhóm côn trùng gây hại thì chúng ta thấy có trong đó có cái mà chúng ta chuẩn bị là để cho cái khi mà cái mầm hoa nó xuất hiện. Tại vì mầm hoa nó rất là non. Do đó nếu mà cái giai đoạn mà trước đó bà con không tiêu diệt các cái nhóm côn trùng thì đến cái giai đoạn đó nó vừa lúc mầm qua thì cái con này nó ăn hết, nó gây hại hết. Như vậy chúng ta thấy là cần phải kiểm soát thật kỹ là cái nhóm thứ nhất là con kiến. Tại kiến thì hiện nay là nó rất là thích cái trên cái bông non của cái thanh long. Kiến có bông non thì nó có rất là nhiều cái mật ngọt. Do đó kiến nó tới nó cạp, do đó nữa cái chất lượng của cái trái thanh long nó không đẹp. Và cái con thứ hai là con chúng ta để ý nó là con ngâu. Thì con ngâu này cũng rất thích cái bông non vậy đó. Và một cái nhóm nữa là một cái bọ cánh cứng, nó cũng ăn cái tai lá thanh long. Vì bà con chúng ta kiểm tra ba cái đối tượng này thì vậy nó sẽ giải quyết được cái vấn đề mà nó sẽ làm cho cái trái thanh long có chất lượng ở giai đoạn là sau khi chúng ta rút nụ. Và cái giai đoạn mà trước khi mà vệ sinh thì bà con đối với cái bệnh thì bà con chúng ta cũng nên xem là các cái loại bệnh thì chúng ta nên phun các cái loại thuốc mà gốc đồng để chúng ta ngăn ngừa các loại bệnh. Thì hiện nay các cái nấm bệnh mà nó có thể lây lan, tức là nấm ở trên cành nó cũng có cái nguy cơ là nó sẽ lây lan vô cái trái sau khi mà cái bông nó nở ra mà con chúng ta rút nụ, tức là cái nụ mà nó lúc mà héo xuống thì cái bệnh nó thường tấn công ngay chỗ cái vị trí mà cái nơi mà con chúng ta rút nụ. Do đó bà con chúng ta kiểm tra cái thứ hai là cái bệnh trên cành thanh long là chúng ta phun ngừa cái thuốc gốc đồng. Và thì bà con chúng ta làm tốt vậy thì ngoài ra thì chúng ta đối với vườn thanh long mà bà con chúng ta làm chăm sóc nhiều năm rồi thì bà con chúng ta thấy là cái bộ rễ nó có vấn đề. Tại sao mà bộ rễ có vấn đề? Thì hiện nay một cái bộ rễ mà hầu hết là chúng ta rất là quan tâm tại cây thanh long nó cây nó ăn trồng cây trồng mà nó cạn, tức là nó có cái bộ rễ nó tầng rễ trơ nó phát triển rất là mạnh. Thì bà con chúng ta chăm sóc nhiều năm vậy thì nó cái bần bộ rễ bên dưới nó hư thì vậy nó làm cho cái axit hóa toàn bộ cái hệ thống nguyên cái hệ thống rễ dưới. Do đó là khi mà nó axit hóa dưới giống như một cái giai đoạn mà gọi là yếm khí, nó bị yếm khí thì do đó nó phân hủy cái rễ đó, mà cái rễ nó sẽ nguy cơ làm ảnh hưởng cho các rễ tầng bên trên. Vậy chúng ta phải kiểm tra trước khi
trước khi chúng ta chuẩn bị trồng đài, trồng đèn, chúng ta kiểm tra bộ rễ có thật sự tốt không, có cái bệnh thối rễ nào. Thì vậy nếu mà giờ giai đoạn đó thì bà con ta nên bón một ít vôi, vôi cộng với kết hợp với, thì cái vôi này nó sẽ làm cho hạn chế cái rễ nó, cái phần tầng rễ bên dưới nó bị hư, vậy chúng ta sẽ giữ được cái tầng rễ bên trên. Và cái giai đoạn mà bà con chúng ta trồng đèn xong, thì giai đoạn mà bà con chúng ta trồng đèn sau khi chúng ta rút đèn, thì lúc đó cái cành thanh long chúng ta thấy là nó có hiện tượng lú cái mầm qua, thì giai đoạn này bà con cũng nên kiểm tra thăm đồng một hai lần nữa để chúng ta kiểm tra đánh giá lại coi còn có nhóm sâu bệnh nãy chúng tôi đã có giới thiệu bà con để chúng ta ngăn ngừa. Và cái vấn đề mà hiện nay bà con chúng ta rất là đang đối đầu với nó, với cái một cái bệnh mới, tức là cái đốm trắng, là cái bệnh này rất là nguy hiểm. Như vậy cái công tác hiện nay là công tác của bà con chúng ta làm, cái công tác hiện nay là hầu hết bà con chúng ta làm cũng tương đối tốt, nhưng mà hiện nay cái cành thanh long do cái bệnh nó quá nhiều, cành thanh long bà con không biết tiêu hủy chỗ nào, đây là cái vấn đề rất là lớn. Mà vấn đề vệ sinh của chúng ta, bà con vệ sinh mà không đúng thì cái bệnh này nó sẽ lây lan nó nặng hơn, thì bà con chúng ta cắt bỏ ăn dược, do đó chúng ta phải vệ sinh tiêu hủy cái cành nhiễm. Và cái vấn đề nữa bà con chúng ta nên chú ý đối với cái bệnh này, thì bà con chúng ta nên bón phân cân đối là cái tiêu chuẩn rất là quan trọng. Thì các cái loại phân nãy ở anh Đếm có giới thiệu chúng ta rồi, thì những cái loại phân chút nữa anh Đếm sẽ nhấn mạnh lại cái giai đoạn mà để mà giúp cho cái trai cái thanh long mà nó đạt được cái chất lượng để chúng ta xuất khẩu được. Và chúng ta không nên lạm dụng, bà con chúng ta thường thường cái vườn nào có bị đốm trắng ở nặng á, thì bà con chúng ta thường lạm dụng cái phân đạm nhiều và cả cái chất kích thích bà con chúng ta phun cho cái trái nó lớn, thì vậy nó sẽ làm cho cái bệnh này nó nặng hơn. Và cuối cùng vấn đề mà sử dụng cái chúng ta phòng ngừa cái bệnh đốm trắng, thì nãy chúng ta làm cái hai biện pháp trên tốt, thì bà con chúng ta còn cái biện pháp cuối cùng, thì bà con chúng ta là xử lý được, chúng ta chọn một cái loại thuốc, chúng ta phải xử lý đúng kỹ thuật, thì chúng ta phun, thì chúng ta như vậy là muốn áp dụng đúng, thì chúng ta thấy là cái cây thanh long phải khỏe rồi, cái cây thanh long khỏe thì chúng ta cộng với cái thuốc thì nó mới là cái giải pháp cuối cùng để chúng ta diệt hết các cái nấm trắng còn lại trên cái vườn, để mà chúng ta chuẩn bị cái giai đoạn mà sau khi rút nụ nó làm cho cái chất lượng của trái nó tốt hơn. Thì đó là một số vấn đề để mà thông tin cho bà con. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ. Với lời giới thiệu của tiến sĩ Lê Quốc Điền, thì Ngọc Hoa xin được mời thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm vui lòng có thể cho biết một vài thông tin để giúp cho bà con nông dân có thể không chỉ xử lý thành công mà còn đạt được hiệu quả cao trong vấn đề xuất khẩu thanh long. Dạ, xin cảm ơn chị. Xin nhân tiện thì chúng tôi có nhận một câu hỏi của anh Phan Văn Toàn, cũng có ý này là tôi muốn hỏi diễn giả một câu: xử lý ra hoa đúng theo quy trình kỹ thuật thì sử dụng phân bón Ben Meyer, thì các mặt hàng nông sản của chúng ta có đạt được chất lượng để xâm nhập vào các thị trường khó tính như thế giới hay không? Câu hỏi rất là hay theo chúng tôi đánh giá. Như vậy thì đầu tiên chúng tôi nêu được ba cái đặc điểm nổi bật nhất về sản phẩm của Ben Meyer. Ben Meyer xâm nhập vào thị trường Việt Nam mang theo một cái công nghệ rất là tốt hiện nay, và công nghệ này là công nghệ tiết kiệm đạm, cho nên anh sử dụng sản phẩm của Ben Meyer đảm bảo sẽ cái lượng cung cấp cho cây nó sẽ giảm từ 20-30% so với phân bón thông thường. Đây là thứ nhất. Thứ hai, sản phẩm của Ben Meyer hàm lượng nitrat ở lưu tồn trong nông sản sẽ rất thấp và thậm chí những nơi rất là không có theo cái sự kiểm tra của xuất nhập khẩu. Cho nên anh sử dụng sản phẩm rất đạt, tại vì hàm lượng anh đã sử dụng ít thì cái sự lưu tồn lại bên trong sẽ hoàn toàn hầu như chưa có. Cái thứ ba là ổn định được cái pH của đất, tức là khi mà một cái viên phân được cấu tạo thành một cái dạng phân phức hợp và bên ngoài được có đủ hàm lượng của đạm chung và vi lượng, cho nên là sử dụng phân cho cây trồng hút dinh dưỡng rất đạt. Và nếu như chúng ta bàn về vấn đề sâu bệnh, thì nếu như mà chúng ta sử dụng dinh dưỡng không tốt thì ảnh hưởng đến việc phát triển của bệnh nhiều. Cho nên ba cái đặc điểm này thì sẽ tạo nên cái chất lượng phân bón của Ben Meyer và từ khi xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Trở lại với câu hỏi của quý khán giả và chỗ thầy Điền vừa trình bày đó, thì để cho trái thanh long mà đạt cái chất lượng được tốt và có năng suất cao, thì nếu như ban đầu chúng ta đã sử dụng trong cái giai đoạn mà trong đèn,
thì nó ra bông, và thì tính từ thời điểm chúng nó ra bông đến khi chúng ta rút cái hoa, rút hoa rồi thì sau khi rút hoa thì khoảng chừng trên dưới 1 tháng là chúng ta sẽ thu hoạch trái. Cho nên để cho cái trái thanh long nó đạt chất lượng, tức là phải có mẫu mã tốt, tai phải cứng, tai xanh, và cái da của nó phải đỏ, thì chúng tôi khuyến cáo áo quý bà con sử dụng cái dinh dưỡng cung cấp cho nó là cái bò lau công Lactic, tức là đây là sản phẩm 12-8-16. Sản phẩm này sẽ không phá vỡ cấu trúc của đất và không để lại sự chua phèn ở trong đất, cho nên sản phẩm rất tốt để cung cấp cho trái thanh long trong giai đoạn cuối của trái. Thì liều lượng quý bà con có thể xem trên bao bì nhãn mác. Cái thứ hai là chúng tôi khuyến cáo là khoảng từ 100 đến 200 gram trên một gốc, và sản phẩm này rất đạt trên thị trường, và hầu hết những cái nơi thu mua trái cây thanh long để xuất khẩu thì sử dụng sản phẩm này rất đạt. Thì một vài ý kiến xin được trao đổi cùng với quý bà con và quý khán giả, xin kính chúc thành công. Yeah, xin được cảm ơn phần trình bày của thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm. Xoay quanh về vấn đề mà xử lý ra qua nghịch vụ cho thanh long thì Ngọc Hoa lại tiếp tục nhận câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Tâm ở Phú Quốc, Kiên Giang, điện thoại cuối là 8949. Chắc là khán giả vừa nghe phó giáo sư Lê Văn Bé giới thiệu một ít là vấn đề mà phó giáo sư là xử lý ra qua cho thanh long ở tại Tầm Vuông hay gì á, thì khán giả Nguyễn Văn Tâm hỏi như thế này: hiện nay để xử lý thanh long nghịch vụ ngoài biện pháp sông đèn thì bà con nhà vườn còn có cách nào để xử lý khác hay không mà cũng có hiệu quả như vậy? Dạ, xin kính chào anh Tâm, xin chào bà con. Thì cái xử lý ra qua trên thanh long, đặc biệt là cái thanh long ruột trắng, thì hiện nay thì chưa có một cái biện pháp nào thay cho cái biện pháp mà xử lý đèn hết. Bởi vì trước đây có một vài cái công ty cũng sử dụng bằng cái hóa chất thoa lên trên cái mắt của cái thanh long đó, tuy nhiên cái hiệu quả nó không cao. Cho đến hiện nay mà nói thì chưa có một cái, để trả lời anh Tâm, mà chưa có cái biện pháp nào có thể thay thế được. Thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu thử coi rồi có cái biện pháp nào giúp đỡ nó tiếp, giúp gì bằng cái hóa chất, rồi sau đó chúng ta xông đèn cho nó dễ, cho nó nhẹ nhàng hơn, giờ mình tốn điện nhiều quá. Thì xin kính chào anh Tâm. Dạ, hy vọng là thời gian tới. Dạ, dạ, hy vọng. Dạ, xin được cảm ơn phó giáo sư. Dạ, nhân dịp của xin thầy bé tư vấn giùm cho anh Phạm Minh Chấn ở Bình Tân, Vĩnh Long, số điện thoại cú là 9020. Anh hỏi câu này cũng rất quan trọng ạ. Dạ, thưa bà con, người tiêu dùng có ý kiến cho rằng không nên ăn trái cây xử lý nghịch vụ bởi vì do sử dụng nhiều phân thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe. Dạ, không biết câu này có đúng hay không, xin mời thầy bé có thể cho biết ý kiến. Dạ, xin mời phó giáo sư Lê Văn Bé vui lòng trả lời. Dạ, thì thường thường anh Chấn thì nhận xét vậy thì cũng đúng. Đối với một vài cái giường mà xử lý bằng bất kỳ giá nào cũng phải bảo vệ cái trái nghịch vụ, bởi vì giá nó quá cao. Dạ, ông bảo vệ bằng bất kỳ giá nào, do đó nên ông thấy ông quản liền. Nhưng mà hiện nay thì nói xin thưa quý bà con, thì chúng ta đã gia nhập vào WTO, và gần đây cuối năm nay chúng ta mở cửa toàn bộ cái phần hòa nhập vô trong cái ASEAN. Vì vậy nên chúng ta cái chất lượng của cái nông sản, và đặc biệt là những cái lưu tồn đạm và các cái loại phân, các loại thuốc trừ sâu cũng như là thuốc bệnh ở trong nông sản kiểm tra rất là gắt gao. Vì vậy nên là những cái phần mà anh Chấn thì nhận xét là đúng chứ không có sai, nhưng trong tương lai thì chắc có lẽ là những cái phần này sẽ giảm xuống, chứ bằng không chúng ta làm ra không bán cho ai được hết. Dạ, xin kính chào anh Tâm. Dân xin được cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của phó giáo sư Lê Văn Bé. Thật ra thì lúc mà nghệ sĩ Lê Bình đặt câu hỏi đó thì Ngọc Ba cứ nghĩ là chắc là nghệ sĩ Lê Bình ganh tị với người hàng xóm xử lý rồi đạt kinh tế hiệu quả cao quá trời, rồi bị đặt ra cái câu hỏi này để người tiêu mượn danh là người tiêu dùng. Nhưng mà không ngờ là thấy nghệ sĩ Lê Bình cũng khá là quan tâm. Hy vọng là sau chương trình này thì tự nhiên là chương trình sau là nói quá ơi, nhà anh có thanh long rồi. Thôi, thưa bà con nông dân, còn ít phút còn lại của chương trình thì Ngọc Hoa xin được nhường sân khấu lại cho nghệ sĩ Lê Bình với tiết mục là Nhà Nông May Mắn. Không biết là hôm nay thì có cái gì mới hay không đây? Nhà Nông May Mắn, may mắn sẽ đến với nhà nông. Dạ, thưa bà con, đây là tất cả những cái lá phiếu của bà con tới trực tiếp tại hiện trường đều bỏ trong cái thùng này. Và sau khi
một lá phiếu được rút ra và tên của người nào thì người đó, bà con đó có nhiệm vụ phải trả lời một câu hỏi của các vị diễn giả đây. Trả lời trúng thì có quyền rinh quà, trả lời trật coi như quê. Về tay trắng nha. Rồi đây rồi tôi sóc đều luôn nha. Và để cho công bằng, không thiên vị, mời anh thạc sĩ ông Nguyễn Văn Đếm mà bóc. Bây giờ anh còn trẻ, anh Đếm là anh khoái bóc lắm. Hai phiếu hả? Dạ, bây giờ xin chúc mừng nhà nông may mắn đầu tiên, đó là ông Trần Văn Hà, Phú Ngãi Trị. Trần Văn Hà đúng rồi ạ. Dạ. Rồi chuẩn bị tinh thần nha. Nha. Là người mới hàng đầu tiên đó. Còn nhiều câu ngay trước khi mấy mình xin lỗi. Dạ. Anh Hà thân mến, vì là anh là người may mắn đầu tiên nên Ngọc Hoa sẽ cho anh quyền ưu tiên lựa chọn các nhà khoa học ở đây đưa ra câu hỏi cho anh. Và anh chọn ai? Dạ. Ai đẹp trai nhất? Chọn vậy tôi bây giờ thôi để chọn thầy bé rồi. Dạ. Tôi xin chúc mừng anh đã nay được đi đến phim trường dự rồi được có quà thưởng. Tuy nhiên có một cái câu hỏi rất là dễ. Để xử lý ra qua nghịch vụ đạt hiệu quả cao thì trước đó nhà vườn cần nên chú ý những vấn đề nào sau đây? A. Vệ sinh vườn, cắt tỉa cành nhánh bị nhiễm bệnh. B là cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cân đối cho vườn cây. C là quản lý dịch bệnh tốt ở các cái bộ phận rễ thân lá. D là cả ba ý trên. Theo anh là A, B, C hay là D? A, B, C. Không phải. Nhưng là anh chọn mà là chữ D tức là cả ba ý trên phải không anh? Chữ D. Dạ. Và dạ, chữ D cả ba ý trên. Dạ. Xin chúc mừng anh. Chúc mừng anh Hà. Và dạ, bây giờ nhà nông may mắn thứ hai. Dạ, lâu lắm mới thấy trong hiện trường có những chị em. Chị em đi dự nha. Dạ, tôi mời mấy chị nha. Dạ, chị bóc cái lấy hên nha. Rồi, lựa tên mình, đúng tên mình rồi hả bóc? Xin chúc mừng nhà nông may mắn thứ hai. Đó là... không phải chị rồi. Anh Trương Văn Hoàng ở xã Phú Ngãi Trị. À bên kia nữa hả? Trời ơi. Vậy hả? Vậy? Phú Ngãi Trị. Anh Hoàng thân mến. Vậy nè. Hả? Chuẩn bị tinh thần nha. Anh Hoàng thân mến. Và Ngọc Hoa sẽ mời tiến sĩ Lê Quốc Điền trả lời đưa ra một cái câu hỏi cho anh để anh trả lời. Thì cái câu hỏi cho anh cũng tương đối nó dễ. Thì đây là cái câu hỏi là để quản lý tốt cái bệnh đốm trắng trên thanh long, bà con nông dân làm gì? A. Vệ sinh vườn, tiêu hủy các bộ phận nhiễm bệnh. B. Bón phân cân đối, không lạm dụng phân đạm, chất kích thích. C. Sử dụng thuốc phòng trừ nấm đúng kỹ thuật. Câu D là cả ba ý trên đều đúng. Dạ, có anh trả lời là câu D. Chính xác. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng anh em. Cái này trả lời trúng dè hay không? Trả lời thật nó mới khó. Dạ. Tốt tốt nó lẹ. Xin chúc mừng nhà nông may mắn thứ ba. Đó là chị coi. Trời, không phải chị nữa rồi. Anh Nguyễn Thanh Hồng ở Châu Thành, Long An. Nguyễn Thanh Hồng. Dạ, mời anh. Dạ. Xin chào anh Hồng. Và Ngọc Hoa sẽ mời thạc sĩ Nguyễn Văn Đếm đưa ra câu hỏi cho anh nhé. Xin chào chú. Về phía công ty chúng tôi xin gửi đến chú một câu hỏi rất đơn giản. Câu hỏi có hai đáp án để trả lời. Sản phẩm bờ lau công Lexit 12816 của Bemer cung cấp ra ngoài thị trường. Sản phẩm này dùng trong giai đoạn nào là thích hợp nhất? Thứ nhất là nuôi trái thanh long. Thứ hai là phục hồi cây sau thu hoạch. Chú chọn ý nào? Tôi chọn câu nuôi trái. Chính xác, xin chúc mừng chú. Dạ.
Dạ, chúng tôi xin được mời ba nhà nông đã may mắn và xuất sắc trả lời các câu hỏi của chương trình bước lên phía trước để nhận quà của nhà tài trợ. Và Ngọc Hoa cũng xin được trân trọng kính mời thạc sĩ Minh Nhân Đếm đại diện cho đơn vị tài trợ công ty Bemeyer lên trao quà cho ba khán giả. Ba bà con nông dân đã may mắn nhận được quà của nhà tài trợ. Thưa bà con nông dân, thưa quý khán giả, với chủ đề hấp dẫn của chương trình ngày hôm nay thì rõ ràng chúng tôi đã thu hút được sự quan tâm của bà con nông dân và quý khán giả. Và 30 tập chương trình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bà con nông dân gửi tới cho chương trình để hỏi về những vấn đề xử lý rau qua nghịch vụ và nuôi trái như thế nào để đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên vì thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi không thể nào mà đáp ứng và trả lời đầy đủ hết tất cả những câu hỏi của bà con nông dân. Chính vì vậy mà xin được lỗi hẹn với những bà con nào mà chúng tôi chưa kịp trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Thưa bà con nông dân, tuy vậy thì trong chương trình này, nhà tài trợ công ty Bemeyer cũng như 30 tập chương trình Bạn Nhà Nông cũng đã nhanh chóng chọn ra được 3 khán giả đã có câu hỏi hay gửi tới cho chương trình. Trong đó thì cũng có những khán giả mà có câu hỏi hay nhưng vẫn chưa kịp trả lời thì vẫn được chọn. Chúng tôi xin được công bố 3 khán giả có câu hỏi hay đã gọi đến qua đường điện thoại trong chương trình ngày hôm nay như sau. 1. Nguyễn Thanh Hiền ở Long Hồ, Vĩnh Long, điện thoại 01698-367-972. 2. Phạm Văn Toàn ở Châu Thành, Long An. 3. Nguyễn Văn Trọng ở Lai Dung, Đồng Tháp, điện thoại 01663-968-633. Và mời ba khán giả hãy liên lạc đến 30 tập chương trình Bạn Nhà Nông để nhận quà và nhà tài trợ công ty Bemeyer sẽ gửi quà đến tặng tay cho ba khán giả này. Và chúng tôi cũng xin được thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến các nhà khoa học, bà con nông dân, nghệ sĩ Lê Bình đã dành thời gian đến tham dự trực tiếp trong chương trình hôm nay, cũng như tất cả quý khán giả gần xa đang quan tâm theo dõi chương trình qua mảnh nhỏ của đài truyền hình Vĩnh Long. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời chân thành cảm ơn đến nhà tài trợ công ty Bemeyer đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện thành công chương trình này. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả và bà con nông dân vào chương trình tháng sau.